Bệnh lao hiện vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới, gây tử vong cao thứ hai sau COVID-19, trước cả bệnh HIVS. Ngày thế giới phòng chống lao ngày 24 tháng 3 năm nay có chủ đề đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng việc thanh toán bệnh lao là hoàn toàn có thể. Tại tỉnh Thanh Hóa, ngành y tế Thanh Hóa đang nỗ lực để chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Tại tỉnh Thanh Hóa, mạng lưới phòng chống lao luôn được duy trì, củng cố từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và các xã phường thị trấn đồng thời triển khai đến 4 trại giam và một cơ sở cai nghiện ma túy để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ phòng chống lao. Chỉ tính riêng trong năm 2003, Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa đã quản lý và điều trị cho trên 2.800 bệnh nhân. Hiện nay bệnh lao là một bệnh có thể chữa khỏi được và tỷ lệ chữa khỏi thì đạt tới trên 90%. Để người bệnh lao có thể chữa khỏi hoàn toàn, thứ nhất là người bệnh phải uống thuốc chống lao đủ liều lượng theo quy định cái thứ hai là người bệnh phải uống thuốc đều đặn hàng ngày và vấn đề thứ ba đó là người bệnh phải thực hiện điều trị đủ thời gian đúng phác đồ theo cái quy định. Mục tiêu của ngành y tế Thanh Hóa trong năm 2024 là khống chế số người mắc lao trong cộng đồng giảm xuống 120 người trên 100.000 người dân giảm tỷ lệ mắc lao tử vong xuống dưới 50 trên 100.000 dân và giảm số người mắc lao đa kháng thuốc trên bệnh nhân lao mới xuống dưới 3%, phần đấu cùng cả nước chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Để đạt được mục tiêu này, rất cần sự hưởng ứng của cả cộng đồng để thực hiện thành công việc thanh toán bệnh lao trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.